Hay 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 hay. xin chào tất cả các bạn hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn độ vào cái đèn led vào trong cái màn hình vom của chúng ta Có nghĩa là đồng hồ vạn năng điện tử số đó mà khi chúng ta sửa chữa máy móc ở trong màn đêm mà chúng ta không có thấy được cái ánh sáng thì đây là một cái phương pháp một cái giải pháp và cho các bạn các bạn hãy xem kỹ video để các biết làm nha đây là những cái mẹo thủ thuật để đo điện ở đâu lấy điện ở đâu ra rồi như thế nào thì các bạn hãy trong video các bạn sẽ biết cách làm đầu tiên là mình tháo cái đồng hồ vạn năng số của mình ra bên trong ra nghe các bạn nha tháo những con ốc ra thấy con ốc nào còn dính lại thì mình tháo hết ra rồi mình mới lấy được nha các bạn sau đó bạn lấy một miếng nhựa của trong chiếc đồng hồ vạn năng ra thì bạn khoan cho nó một cái lỗ à, nếu là biến khoan thì các bạn dùng mỏ hàn các bạn chích một lỗ cũng được nha còn nếu mà các bạn chích như thế à, cái màu hàng của các bạn sẽ bị chai thì các bạn chích vào thì các bạn phải vệ sinh đó nha và tôi sẽ có video hướng dẫn cho các bạn tái tạo lại cái màu hàng bị chai rồi các bạn hãy hàng vào đây hai cọng dây đối với con led này các bạn phải biết được đầu nào âm đầu nào dương nói tóm lại là các bạn phải nhận biết được đầu cộng và đầu trừ đơn giản vậy thôi còn trong đồng hồ bạn năng của chúng ta chúng ta phải cấp nguồn vào cấp nguồn vào xong rồi á là chúng ta phải đo điện ở đây nó có ra chưa à, các bạn thấy không đây là 2V68 lý do 2V68 á, có được là ở đâu có được là nó lấy từ hai cục pin mình mình cấp vào đó các bạn ở đây tôi không dùng hai cục pin tôi dùng cái máy cấp nguồn cấp vào để nhận biết được rồi sau một thời gian á, mình đo ở trên điểm này nó không còn volt nữa à, chúng ta bấm đèn led lên chúng ta có một cái nút bấm đèn lên đó thì lập tức các bạn đo cộng trừ ở đây nó lại lên von có nghĩa là mình lợi dụng trong cái đồng hồ vạn năng của chúng ta có ra von khi chúng ta bấm đèn led trên màn hình thì lúc này nó có von rồi thì mình sẽ câu vào à, cái bóng led của chúng ta đây là cái bóng led của chúng ta mới vừa hàng xong rồi hàng đúng nha các bạn phải tuyệt đối hàng đúng cộng và trừ nếu không đúng thì nó sẽ không không sáng đâu rồi vấn đề còn lại là chúng ta đưa cái bóng led vào trong cái à, miếng nhựa mà à, lúc đầu tôi đã khoan đó rồi nếu nó còn trục chặt thì các bạn hãy cho nó một keo 502 vào cho nó dính nha sau đó chúng ta gáp lại rồi thử nghiệm đi nào bấm nút bấm nút lên wow đây là một chiếc đèn led sáng và mình độ thêm cho đồng hồ vạn năng một công việc rất là đơn giản mà các bạn có thể tự làm ở nhà cho mình tự làm cái đồng hồ vạn năng của mình nha rồi mình thử cho mình đêm thế nào nè có đèn led có đèn led luôn và sáng để chúng ta sửa điện được trong màn đêm thật là tuyệt vời khi các bạn độ chiếc bản năng của mình lên nó hiện đại và tao hơn nha rồi nếu các bạn xem video này hay hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem một cái mẹo rất là đơn giản mà chúng ta học điện tử cao siêu nhiều khi cũng quên mất đi những cái đơn giản này và để chứng minh điều này tôi ghi chữ mò à mò chỉ có thầy mò mới mò những cái công việc đơn giản như thế này các bạn đừng nghi nghĩ phức tạp hãy sửa máy theo một cách nhẹ nhàng và à, thoáng đảng ha. Rồi, các bạn hãy bấm ký kênh nhé. Xin chào.